này thiện hiện chân như của mười lực Phật là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của pháp không quên mất là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của tánh luôn luôn xả là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của quả dự lưu là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của quả vị độc giác là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của trí nhất thiết là quả vị giác ngộ cao tột. Chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của sanh tử là quả vị giác ngộ cao tột, chân như của niết bàn là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện chân như của các pháp không tăng không giảm, nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng không tăng không giảm. Này thiện hiện các đại Bồ Tát chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa, thường ưa an trụ chân như của các pháp, hoàn toàn chẳng thấy có pháp nào có tăng có giảm do nhân duyên này nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm bố thí ba la mật đa cũng không tăng không giảm tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng không tăng không giảm